Nam. Và đúng như mong đợi thì trận đấu này đã mang được đến cho khán giả một màn trình diễn có chất lượng chuyên môn cao. Cũng như hai trận đấu đã qua, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp câu lạc bộ Astana Kazakhstan với một tâm lý rất tự tin. Bên cạnh đó, sự khác biệt rất lớn mà các cô gái của chúng ta mang đến trong trận đấu này và cũng chính là yếu tố khiến đối thủ phải bất ngờ. Đó là cách mà toàn đội đã tuân thủ đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra. Toàn đội đã đoàn kết để làm theo cái đúng như cái ý định ban đầu của huấn luyện viên giao cho, đấy là đánh về cái mũi phụ công nhiều hơn để nhất là hút chắn và để giảm tải cho chủ công. Sức mạnh nhưng Lưu Thị Huệ cũng đang thi đấu rất. Không chỉ là việc tuân thủ đấu pháp, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thể hiện được sự đa dạng cũng như chiều sâu về lực lượng của mình. Huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt liên tục luân phiên thay đổi các vị trí thi đấu, giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đảm bảo được thể lực và giữ vững được nhịp điệu tấn công tốc độ, qua đó xuất sắc vượt qua câu lạc bộ Astai với tỷ số 3-0, 25-15, 25-21 và 25-21. Với chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại giải, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A. Dù để thua trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, thế nhưng câu lạc bộ Antey của Kazakhstan vẫn được đánh giá rất cao tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2018. Khi mà trong đội hình của họ có sự xuất hiện của cầu thủ Batista, người đang ghi nhiều điểm nhất cho đến lúc này tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2018. Robles Batista là vận động viên